Có chuyện gì vậy mọi người? Một tập đánh giá dự án khác từ Game 3. Tôi là Ellie và hôm nay chúng ta có một dự án chơi game thực sự tuyệt vời. Điều đó vừa học được âm thanh của họ. Một vài tuần trước, nhóm châu Á, nơi chúng ta có thể sử dụng những anh hùng huyền thoại như Akilasi, Hokekilasi và các á thần khác để chiến đấu với quái vật và lấy một số phần thưởng sinh lợi là Metergas. Nhưng trước khi chúng tôi tham gia, đừng quên thích và đăng ký kênh của chúng tôi. Vì vậy hãy bắt kịp các tập mới hàng tuần. Chúng tôi có rất nhiều nội dung để cho bạn thấy. Ngoài ra nếu bạn quan tâm đến việc đầu tư vào Gamafa, theo dõi Toito để cập nhật thị trường mới. MMORPG là một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi. Một trò chơi mà bạn có thể kiếm được chiến lợi phẩm NFT bằng cách công nghiệp và giết quái vật thần thoại. Mang theo bạn bè của bạn từ bất kỳ metaverse nào và kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng tiếc là trò chơi này không miễn phí để chơi. Và bạn sẽ cần phải có một chút vốn để mua một ít xăng và bắt đầu cưỡng hiếp lợi nhuận trong trò chơi này. May mắn thay, họ đã phát hành nhiều hơn trên các phiên bản PC và di động. Vì vậy mọi người sẽ có cơ hội trải nghiệm trò chơi ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Liên quan đến đồ họa, lối chơi tổng thể trông thật tuyệt vời. Đó là một chút những màu sắc, hình ảnh động thiết kế tổng thể, hiệu ứng CG rất đặc biệt và đúng điểm. Tôi yêu nó ngay bây giờ bạn biết đấy. Trò chơi thực sự làm tôi nhớ đến Sốc Nát, một trò chơi trực tuyến thực sự nổi tiếng trên. Tôi đã từng chơi trò chơi này rất nhiều với bạn bè bởi vì nó thực sự thú vị. Và tôi đã thấy điều tương tự. Nhưng thành thật mà nói, tôi thích trò chơi này hơn như một thiết kế đồ họa, tốt hơn rất nhiều. Và một điều quan trọng nữa là trò chơi này có thể hạ thấp một hành trình dài bởi vì như bạn có thể thấy rằng máy ảnh rất tuyệt, giải trí và hấp dẫn. Và không phải là một số loại nhàm chán hoặc nhất để chạy trò chơi. Ý tôi là vậy, tôi có thể thấy rằng họ thực sự tập trung vào tạo ra những trò chơi tuyệt vời cho mọi người, không chỉ để kiếm tiền mà còn để tận hưởng. Đó là những gì làm cho mọi người có thể gắn bó với trò chơi trong một thời gian dài. Chuyển sang lối chơi vẫn còn rõ ràng. Nếu bạn là một fan hâm mộ của Sốc Nát, bạn chắc chắn sẽ nghiện kiểu chơi này. Bởi vì nó vẫn tốt. Metagoshi sẽ hồi sinh các yên thú khác nhau nhất, cả quân mốt và hát cô mốt. Điều này làm cho dự án này thú vị hơn nhiều. Lắng nghe kỹ về Kakunmoth thực sự đơn giản. Nó giống như nông nghiệp ở DeFi, nơi bạn có thể đặt cược các thực thể trong một nhóm và chơi cũng sẽ chạy trò chơi cho bạn. Và bạn có thể kiếm được một điểm chạy nước rút và có thể tập hợp. Nhưng nhân vật lên cấp sẽ thấp hơn nhiều. Tôi nghĩ nó hoàn toàn hoàn hảo cho những ai đang bận chơi, trò chơi cả ngày. Nhưng nếu bạn muốn là Berser, nhìn ăn và nhận chiến lợi phẩm huyền thoại, bạn sẽ phải tham gia hát cô mốt. Ở đâu và chơi một mình, trong thành phố mặc dù. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn có cuộc sống hạn chế. Và nếu bạn thua hoặc chết ở chế độ này, năng lượng của bạn sẽ chết theo đúng nghĩa đen. Nó có nghĩa là bạn không bao giờ có thể chơi trò chơi này hoặc chỉ tham gia bình thường nhất. Tôi biết, nó nghe thật đáng sợ như bạn có thể mất cơ hội chơi trò chơi trong hacker một lần nữa. Nhưng nó cũng hấp dẫn đồng thời phải không? Chỉ những người có kỹ năng mới xứng đáng nhận được phần thưởng. Đó là nó. Tôi chưa bao giờ thấy loại cơ chế này trong bất kỳ lưỡi dao nào. Là ngày nay và nó thực sự đã giúp tôi. Và tôi không thể chờ đợi trận đấu cuối cùng. Nhưng đừng quá sợ hãi vì bạn có thể được dự trữ bằng cách sử dụng đá phục hồi và đốt nó lên đến mục. Cúc Vạn Thọ cũng cung cấp một chiếc áo len, một loạt các phản anh hùng với các hàng khác nhau. Bạn có thể chọn từ người chữa bệnh, tăng hoặc TBC, bất kỳ hàng nào để hỗ trợ đội của bạn và chiến thắng những con quái vật. Lớn, nhân vật sẽ khác nhau ở ngôi sao và khả năng cơ bản đó. Theo bông hồng trong trận chiến, hệ thống NFT trong trò chơi cũng thực sự tuyệt vời. Chúng tôi có thiết bị, chiến lợi phẩm huyền thoại tiêu thụ và nhiều hơn nữa. Bạn cũng có thể sử dụng giáo và điểm và di tích, kiếm được từ bình thường nhất cho vũ khí mới. Và các mặt hàng cũng là toàn bộ chương trình, thể hiện lửa bên trong trò chơi nơi bạn có thể chơi, hợp tác cùng nhau và kết bạn trực tuyến. Bạn biết trò chơi này đang mang đến cho tôi một trò chơi MMORPG hồi sinh ngay bây giờ. Điều thú vị nhất là họ có một. Thành thật mà nói, những người ủng hộ thực sự mạnh mẽ. Chúng tôi có Joseph Young từ BAM, Alaver và người sáng lập Gigi của Zata Capitan và Alex Baker. Vâng, thật tuyệt. Tôi không, ngành công nghiệp trò chơi này và cả những dự án nổi tiếng như BAM, nhà sản xuất giảm vốn Magnacy. Tôi tin rằng trong sự phát triển lâu dài là trò chơi này. Bởi vì chúng tôi có Hoa Một ở đây, Hashi, người đã ấp ủ AC Infinity từ 2018. Tôi không có nhiều thông tin về đội, nhưng có vẻ như họ có tinh thần làm trò chơi, một trò chơi truyền thống thực sự tốt. Rằng chúng ta có các triều đại cốc cũ và mới, một studio trò chơi và Activision. Cộng đồng của dự án này khá khó khăn,
và thành viên trong biểu đồ luôn hấp dẫn. Trò chuyện về dự án và kế hoạch tương lai, thật tuyệt, chúng tôi có một cộng đồng khá mạnh. Tiến lên, chúng tôi đến phần quan trọng nhất của các tập của chúng tôi. Chủ đề của trò chơi. Trò chơi theo sau một nền kinh tế kép với hai mã thông báo khác nhau, và thần và di tích, và thần là mã thông báo chính của chính phủ. Sẽ sử dụng để mua lại, cho vũ khí nhân vật, phí vào cửa, và cả giao dịch thanh toán trên thị trường. Nơi di tích là tiền tệ chính trong trò chơi, sẽ được sử dụng cho Ấn Độ, hoạt động mua hàng và tiếp thị. Cũng là mã thông báo chính, bạn sẽ kiếm được từ việc chơi các chế độ chơi và leo lên thứ hạng bảng xếp hạng. Bạn có thể nghĩ rằng mã thông báo bơ ra nấc sẽ bị thổi phồng cao, nhưng cơ chế tùy chỉnh mà tôi tìm thấy thực sự hữu ích để làm chậm quá trình này. Trong mã thông báo này, trước tiên, nhờ hai điều tôi đã đề cập nhiều nhất trước mọi người. Chúng tôi kiếm được di tích có thể bằng tiền mặt, nhưng nó sẽ rất ít. Và nếu bạn muốn thực sự chơi và kiếm được nhiều tiền hơn, bạn phải tham gia Hakumo để trở nên tồi tệ hơn. Các thực thể đặc biệt có giá trị vì mất di tích, nhưng nó đã thay đổi vĩnh viễn khả năng đó. Vì vậy tôi nghĩ sẽ khó hơn nhiều để bắt đầu trò chơi này, và yêu cầu bạn phải có một số kỹ năng nhất định để vượt qua các game thủ. Để đặc biệt hơn trong trò chơi, cơ khí thương gia sẽ giúp ổn định giá, rằng bạn không thể bán với bất kỳ giá nào bạn muốn. Vì vậy nó sẽ ngăn chặn một số loại overvalue, nhân vật hoặc cửa hàng vật phẩm của người chơi. Giống như thanh kiếm dài sẽ luôn luôn 100 cuộc biểu tình. Đây là phân bổ mã thông báo, lên lịch đầu tư và nhận được mã thông báo. Và bạn có thể thấy rằng ông công cộng, nhóm cố vấn di động tư nhân, tiết thị và phân bổ bi kịch đều có thể lên đến 1 đến 2 năm. Một cam kết thực sự cao từ nhóm để đi cho một tông, phát triển kỳ hạn, và cũng sẽ có ít áp lực tế bào hơn. Vì vậy bạn có thể giữ mã thông báo cho đến kết thúc chu kỳ đào tạo. Cập nhật một chút cho các bạn, bắt đầu bán NV. Và ngay bây giờ bạn có thể mua một chiếc cho mình với giá 0,1 bi và bi khoảng 50, hoặc bạn có thể mua em thần thánh và bắt đầu đặt cược với Ami cao lên đến 660%. Một người thực sự tốt để kiếm thêm em chúa. Theo ra mưa, chúng tôi có thể mong đợi được bán đất và thử nghiệm beta trong quý đầu tiên của 2022, và trò chơi chính thức sẽ chỉ được phát hành trong hai và quý hiện tại khá dài, bởi vì mã thông báo sẽ có nhiều trường hợp mới cho đến lúc đó. Bài nói cuối cùng của tôi về dự án này là họ thực sự là một người tốt, trò chơi chất lượng với một đội tuyệt vời và những người ủng hộ mạnh mẽ. Ngày nay có rất nhiều nơi nhàm chán trong trò chơi được tạo ra do tàu game fun và xin sắt. Trò chơi tập trung vào giải trí thực sự đã kết nối tôi một cách trung thực. Và tôi chắc chắn tin vào sự ra mắt từ nhịp điệu trong trò chơi này. Nhưng có thể có một số rủi ro, bởi vì họ chưa xem lại trò chơi cảm xúc và nhiều thông tin hơn. Tôi nghĩ bạn cần thực hiện nghiên cứu của mình bởi dự án này để hiểu và đưa ra quyết định của riêng bạn. Các bạn nghĩ gì về tất cả những điều này? Bạn có phấn khích hay lo lắng về bất cứ điều gì không? Đặt một bình luận bên dưới để chúng ta có thể thảo luận cùng nhau bằng cách chúng tôi có được quân đội tự do. Và đừng quên like và subscribe nếu bạn thấy video này hữu ích. Chúng tôi sẽ bắt kịp các bạn sau. Tạm biệt.